Ok Nga thân mến, thầy thấy lá số của mình là thiên cơ thiên cự môn ở mệnh. Đây là một người phụ nữ rất là thông thái, nhưng mà phụ nữ mà có sao hóa quyền ở mệnh là lắm quyền lắm. Đây là một người phụ nữ ưu quyền, có thể kiểm soát được khoảng 4 người đàn ông. Đến bây giờ coi như là vẫn còn đang trục trặc đấy thầy ạ. Chồng đầu thì nhật nguyệt tranh đấu không ở được, chồng hai gặp sao địa kiếp khó tính không ở được, chồng ba lại ở mương không ở được, chồng tư nữa thì mới chưa chắc đã ở được. Chưa chắc thầy ạ, đến giờ này vẫn chưa chắc thầy ạ. Tại chồng Số tư thì còn vất vẫn gặp vả. không kiếp, tại số mình có sao hóa quyền ở mệnh, sao hóa quyền là cái tôi lớn quá, Thế mà ạ. nữ có sao hóa quyền ở mệnh đi với địa kiếp, địa không là vất vả lắm, mệnh không thân kiếp lại thêm hóa quyền ở mệnh, lại còn bị đại hao điếu khách ở mệnh nữa. Đại hao điếu khách thì lá số này là đéo cày giữa đường, không không có giữ được tiền tài đấy, mà lại đã thế là còn không được nhờ chồng về tiền nữa cơ. lá số Đúng này rồi, lá số con nữa. chồng bao giờ được nhờ, thầy nói cái gì cũng đúng. Lá số của con chỉ có nhờ được cung tử tức thôi, cung con có vũ khúc thiên phổ, con sau này thì giàu, chắc là khả năng phải, chắc là khả năng là phải 5 đời chồng nó mới yên đấy. Thầy nói đúng như kiểu là thầy Đồng ngày xưa mà con đi lễ đền à lễ chùa Hương ấy, có một người tự nhiên đang ngồi xong gọi con lại bảo số con vất vả lắm, 5 lần chồng con ạ. Thế là con cũng không biết họ đâu, xong họ nói thế, thế là con mới bảo thế giờ con làm thế nào, thế bảo là nhờ một người giải cho nhưng mà cũng không giải được thầy ạ. Đây là Lúc số, đấy chồng cơ vậy số 5 đời chồng là đúng rồi, thầy cũng thấy phải 5 đời. đấy con cũng... Nhưng mà Sinh năm nay con 42 rồi mà con lấy 5 đời chồng nữa thì đến số con lại khổ quá thầy ạ. là số quản lý được 4 chồng không nên thì quản lý đến chồng 5 mới nên. Con cũng không muốn làm mất thời gian nhiều thầy ấy, thì bây giờ con muốn hỏi thầy từng từng ấy một, thầy giúp con ạ. Con thầy, xin thầy giúp con ạ. thầy nhìn lá số của Một mình ấy, lần thầy nhìn lá số của mình ấy, thứ nhất là mệnh địa không thân địa kiếp là rất vất vả thăng trầm, thứ hai nữa là bị cung phúc đức của mình quá xấu, cung phúc đức là thiên lương hãm địa, lại còn gặp đà la hỏa tinh quan phù nữa, nghĩa là cái phần tiền kiếp của mình nó xấu quá. Thứ nữa là mình bị nhật nguyệt tranh đấu mà không gặp tuần triệt, hai cái sao thái âm thái dương đóng cung mùi không gặp tuần triệt, nó gọi là nhật nguyệt tranh đấu, có nghĩa là bất cứ người đàn ông nào bên cạnh mình nó cũng như mặt trăng mặt trời vô cùng khắc. Thế là thôi con không lấy chồng năm nữa thì ở yên đúng không thầy? Tùy thôi, có thể lấy được vì cũng đang trẻ mà, năm nay mới có 42 tuổi. Nhưng con thấy con vất vả quá, thầy chồng nào con cũng tạo dựng cơ nghiệp cho rồi, người ta cũng phá hết rồi, người ta cũng tự rời người ta đi. Ồ, tại vì Nhưng là sao? Tại vì sao đại hao của mình ở mệnh nó đi với điếu khách? Đại hao đi với điếu khách mà đi với địa không là cái ngôi sao phá tài hạng nặng luôn. Nên là số mình ấy, làm ăn ấy, toàn thua lỗ, toàn mất tiền. Càng dính vào những cái ông mà không hợp mệnh của mình ấy, thì càng thua lỗ, càng mất tiền, rồi dẫn đến nợ nần, phá sản. Đúng rồi, con cũng làm nhiều lắm nhưng con phá sản, bây giờ con cũng đang dẫn đến nợ nần, tất nhiên là nó cũng chưa được to lắm đâu nhưng mà con thấy làm ăn không gặp. Thầy đã hiểu, thấy chưa? Rồi mình lại còn cách cục đào hoa đi với thiên không nữa, nên là tình yêu cắt đoạn từ 17 tuổi đến 41 tuổi, bốn chồng. 35 tuổi là con được đi chơi người chồng thứ tư, đến bây giờ đang ở với người chồng thứ tư. Đấy, 17 đến 35 tuổi mà bốn chồng. Là cưới xin hẳn hoi đấy, chồng nào cưới xin hẳn hoi, xe đón rước đấy, không phải theo không ai đâu thầy ạ, mà cũng không phải là đi lang nhang đâu. Ôi, sau này nhớ sám hối tiền kiếp ở Mỹ mà thầy Số thấy, 24 tới chưa thầy ơi? ở Mỹ mà thầy thấy mà một người mà nhớ bốn chồng thì thầy thấy bình thường, nhưng mà ở Lào Cai mà một người có bốn đời chồng mà chuẩn bị đến chồng năm nữa thì thấy cũng hơi bất thường. Con nổi tiếng đấy thầy ạ. Nhiều đài bà, nhiều báo đài đưa con lắm rồi ấy, đưa con lên lắm rồi thầy ạ. Ngày trước con trợ lý cho mấy nhà báo nổi tiếng ấy. Xong rồi cũng viết lách đấy nhưng mà đấy, khổ thế đấy thầy ạ. Viết lách Đến bây giờ cho mình nổi tiếng hơn á.
Dạ không ạ, nghĩa là con hay đi trợ lý cho những nhà báo đấy, xong họ cũng thuê con như kiểu là làm như kiểu trợ lý của các thầy bây giờ đấy, là cũng viết lách rồi cũng xem bài xem vở rồi các kiểu, nhưng cũng vất vả lắm thầy ạ, Thế số sau ngày hôm nay còn nổi tiếng hơn vẫn nữa. ở đâu người ta cũng nhìn thấy con người ta ấy, nhưng mà bây giờ con ở ẩn rồi thầy ạ, con về trang trại con ở ẩn rồi. Về trang trại ở ẩn thì kiểu gì có anh số 5 mò lên trang trại đòi cưới. Bây giờ con không, con chỉ quản lý bao nhiêu sinh mạng gà với vịt với cá với củng thôi, chứ con không quản lý người nữa, người bây giờ muốn đi đâu đi con kệ rồi, con chán rồi thầy ạ. Cha, đúng là một lá Thầy ơi, số kỳ tài ơi. dạ thầy thế bây thầy giờ con phải của thầy thầy, thầy có cách chỉ giúp con với ạ. thầy là thầy hay nói là lá số nào thì vất vả, thì việc một đầu tiên là mệnh không thân kiếp thì mình đều đúng là mệnh có địa không, thân có địa kiếp. Việc thứ hai nữa là lá số vất vả về đường tình ái là nhật nguyệt tranh đấu, mình dính luôn cách cục đấy. Việc thứ ba nữa cái số vất vả về tiền tài là mệnh đại hao, cũng không gặp tuần triệt là mình luôn. Một cách cục nữa rất vất vả chính là phúc đức xấu, mình dính luôn. Một cách cục nữa Vâng. là đào hoa đi với thiên không là tình yêu cắt đoạn, dính luôn. Đấy, số mình nó toàn dính những cách cục xấu như thế. Nên là hiện bây giờ là gì, tình thì trắc trở, tiền thì chưa thấy. Đúng rồi ạ. Đấy, bây giờ thứ nhất là phải thờ Phật đi. Cung Điền Trạch có đào hoa thiên không là phải lập bàn thờ thờ Phật. Lập bàn thờ thờ Phật ạ. Đúng, đấy là việc đầu tiên. Nên là chả có thầy nào giải cho mình đâu, mình phải tự tu tập, mình phải tu tập Phật pháp. Bởi vì sau có quyền là mệnh là cái tôi rất là lớn, tu tập Phật pháp. Rồi thấy có thấy thầy thầy thích Minh Tuệ không? Thế con phải đi theo thầy đấy ạ. Thầy thích Minh Tuệ là toàn xưng con với người khác để thầy bỏ cái tôi của mình đi, coi như cái tôi bằng không, không cần phải xưng anh xưng em với ai cả, không cần phải trịch thượng với ai cả. Và mình bây giờ cũng Bây thế, giờ con học thầy thích Minh Tuệ là hạ mình xuống đấy, sửa đâu cho thầy hai cái đấy là lá số của mình nó mới thay đổi được. Việc thứ ba nữa là cái họ hoàng nhà mình cung phúc đức rất xấu. Nên là mình khi mà lập bàn thờ Phật là thường xuyên phải tụng kinh A Di Đà hồi hướng cho ông bà tổ tiên họ Hoàng. thì vâng ạ, Đấy. đúng thầy nói cái này rất đúng, họ hoàng nhà con đúng là bạc mệnh lắm, toàn là những người chết yểu chết trẻ, đấy là không ra gì thôi, Ok. tù tội toàn ở việc ấy, thầy nói rất đúng. Đấy, đấy là Sáu cái cách để hóa giải cái nghiệp của mình. Thêm nữa bay là có đại hao ở mệnh là một ngôi sao tránh lô đề cờ bạc bóng bánh, tránh cho vay lấy tiền. Được chưa? Thứ ba nữa là tư duy của người có đại hao là phải biết tích lũy bất động sản. Đó. Thứ tư nữa là thầy nhìn thấy cung tử tức rất là có là giàu có, nên là phải dành thời gian tiền bạc để nuôi con cái học hành thật chín chu để sau này lời từ đấy ra. Và nhìn thấy cái lá số của mình sẽ vất vả đến năm 53 thì lúc đấy con cái giàu mạnh lắm. Mình 53 tuổi ấy, là con cái có tiền tài, lúc đấy là được hỗ trợ tốt nha.